và các bạn, trong thời gian vừa qua, trường Trung học phổ thông Lê Hoàn, huyện Đức Cơ đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh. Những buổi ngoại khóa như thế này không còn xa lạ với thầy và trò trường Trung học phổ thông Lê Hoàn. Trong tháng 9, dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo phụ trách bộ môn hóa học, các em học sinh đã được tham gia buổi sinh hoạt ngoại khóa với chủ đề bảo vệ môi trường. Qua những tiết mục ca hát, diễn kịch, trình diễn thời trang đặc sắc, những thông điệp ý nghĩa như tắt điện bật tương lai, môi trường hôm nay, cuộc sống ngày mai đã được truyền tải đến toàn thể học sinh trong trường. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức của các em về bảo vệ môi trường và sử dụng tiết kiệm năng lượng, xây dựng môi trường học tập tốt hơn. Nguyên nhân chính trong của việc ô nhiễm môi trường thì nó có nhiều nguyên nhân, nhưng mà trong đó cái nguyên nhân quan trọng nhất đó là ý thức của con người chưa có nhận thức sâu sắc về môi trường, chưa có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường. Cho nên là chương trình ngoại khóa hôm nay của tổ hóa thì nhằm mang đến thông điệp cho học sinh cũng như mọi người, đó là giữ gìn môi trường để cho cuộc sống nó xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn và an toàn hơn. Ngoại khóa về tiết kiệm điện năng hôm nay thì em thấy nó rất ý nghĩa và thiết thực với đời sống. Vì tiết kiệm điện năng nó rất ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của chúng ta. Vì tài nguyên thiên nhiên thì luôn có hạn, nên chúng ta phải sử dụng thật hợp lý và tiết kiệm để chúng ta có thể sử dụng để sau này và lâu dài hơn. Cùng với các buổi sinh hoạt ngoại khóa, trường Trung học phổ thông Lê Hoàn cũng thường xuyên tổ chức những ngày thứ bảy tình nguyện để lao động dọn vệ sinh khuôn viên trường cũng như khu vực xung quanh. Hoạt động này đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh trong trường. Bên cạnh đó, các em học sinh cũng nhiệt tình hưởng ứng các hoạt động tuyên truyền, cổ động về bảo vệ môi trường do huyện đoàn Đức Cơ tổ chức. Ngoài các hoạt động ngoại khóa của trường, thì nhà trường và đoàn trường cũng đã tổ chức để cho các đoàn viên thanh niên tham gia, ví dụ như ngày thứ bảy tình nguyện. Đó là hoạt động dành cho các đoàn viên thanh niên thực hiện các buổi lao động như là thu gom và nhặt rác trước và sau cổng trường, cũng như là làm nên khuôn viên nhà trường xanh sạch đẹp hơn. Đối với em thì công việc đấy rất là bổ ích, làm cho môi trường của nhà trường thì xanh hơn, sạch hơn và đẹp hơn. Năm học 2017-2018, hưởng ứng phong trào xây dựng trường học xanh sạch đẹp, an toàn, trường Trung học phổ thông Lê Hoàn đã chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh ý thức xây dựng và bảo vệ môi trường. Đặc biệt, nội dung này đã trở thành tiêu chí thi đua giữa các lớp, là cơ sở để đánh giá, khen thưởng các tập thể thực hiện tốt phong trào. Nhà trường đã triển khai cho tập thể các lớp, rồi trong toàn trường là tích cực tham gia cái phong trào, và đặc biệt là xây dựng cái kế hoạch để tham gia cái phong trào xây dựng trường học xanh sạch đẹp an toàn của sở. Trên cái tiêu chí căn cơ của sở thì nhà trường đã xây dựng kế hoạch triển khai từ cho tập thể các lớp tham gia, các em tham gia, rồi mình nhà trường đôn đốc kiểm tra đánh giá, và đến sơ kết học kỳ 1 và cuối năm nhà trường sẽ xem xét ra những cái tập thể lớp, những cái thành tích, những cá nhân mà có thành tích xuất sắc trong phong trào sẽ tiến hành khen thưởng. Với những hoạt động thiết thực được triển khai trong thời gian qua, thầy và trò trường Trung học phổ thông Lê Hoàn, huyện Đức Cơ đang nỗ lực hết mình chung tay bảo vệ môi trường vì một thế giới sạch đẹp hơn. Chương trình hôm nay của Đài Truyền hình Đức Cơ đến đây là hết. Thân ái chào quý vị và các bạn.